mình. Thằng nhớ mà cứ đi. Hai. Ô quá tệ. What happened? What happened, Jimmy? Take a picture. Take a picture. Oh, the fish. Quay phim luôn. Oh, cái này giống cá mòi quá ha. Cá mòi. Ồ, cá mòi hả? Cá cơm. Không, cái này cá mòi á, cá mòi. Cá sạc đinh á. Đâu nó để cái gì đi nè, nó có để chữ mà. Ồ. Sardin đó. Cái nhìn ra biết mà. À, đi vô coi cá tiếp nè, qua trong này nữa nè. Cá này nó làm trong này còn cá nè. Nó làm cá. Đi bên nào cũng vậy ha. Dạ đúng rồi. Mẹ coi cá nè, chờ mấy bà đi coi giấy không, đi coi cá. Đi nhìn giấy. Trời ơi, cá ông. Đó, cái miệng sợ luôn nha. Cá này đây là ăn thịt. Wow. Thôi nè, chị bỏ nón ra. Đó, ừ, trong này. Nè, ông bên này con cá hay là cái đồ giả? Đúng rồi, à, đâu coi, à, đồ giả rồi giả. Cái này cái cá này. Nhúc nhích cho bà thấy cái vây coi kìa. Đó, bà thấy cái vây. Nó con cá nhưng mà nó nằm im. Nè, bà thấy cái vây này nó giống cục đá mà mình làm à, nó nhúc nhích làm cá tượng thiệt thì kìa, có cái lưng nó kìa, nó nhúc nhích kìa. Cái lưng đó, coi cái lưng đó. Cái mắt nó điếc qua điếc lại à. Nó nhát, nó núp vào dưới còn mấy ngày. Khi nó mệt nó ngủ đó. Tao là cá nó ngủ, nó nằm thế đó. Nó ngủ là. Trời đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá. Nó giống như đồ giả quá hả? À. Ồ, nhìn như đồ giả mà lại là thiệt. Nè, quay chị lát nữa tôi quay xong chơi gửi về cho tụi nó thấy. Nè, con này hay nè, ông quay cho thấy rồi. Rồi, cứ nói chuyện nó tự nhiên đi. Nó quay đây nè, con này. Quay cái con này nè. Ồ, xuống đẹp quá nè. Thấy con này đẹp nè, tôi gõ cái nó thường cho anh đó, nó chạy xuống đó. Còn con này nó ngáp nó nuốt, nó thấy đông quá nó nuốt. Mấy con này là nó đói, cá nó ngủ nó đói là nó mới dám xuống gần nè. Bà bỏ bỏ lên mà này qua này nè, coi đường nè, coi nè. Thấy bà. Đi qua đi coi đường nè. Bào ngư, bào ngư. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó. Cái này cho nó cùng nó cái đấy đó.
con sa sa sam hay con sa. Lát nào nó giống lá cờ đó bà. À, à. Nó sọc sọc giống lá cờ Mỹ, nó kêu là con lá cờ. You guys just see that abalone back there? See the abalone back there? Two of them. Ờ, con mực nè, con mực. Con mực nó bò lên nè. Tối bù đó, con này mới là con khổng lồ. Con mực đó, mực. Nó khổng lồ nhất, nó cả một cái tàu nó hôn một cái là không không có lấy ra được đó. Ừ, rồi, nó hết thịt rồi, nó đi. Vô là thấy... Mà nó cũng khổng lồ vậy chứ hả? Cái bụng ừ, nó cũng lại bự. Nó là khổng lồ vậy đó. Bà qua cái chân biết sợ chưa? Ừ. Thôi đi, đi tiếp. Rồi, cái đẹp quá. Cái núi hả? Cái núi nè, cái núi nè. Ừ đó. Nè, nó có cái miệng, nó có cái miệng. Nó giống như con cá gì? Cũng có một con cá có đuôi. Đuôi đúng không? Cái đuôi. Con cá ngựa nè, mấy bà thấy cá ngựa chưa? Cá ngựa đẹp, nó giống như bộ xương vậy. Đó, đó trời đẹp. Ngựa, mình ừ, cờ, cờ ngựa đó thấy nó đó, đẹp này, nó nhúc nhích, nhúc nhích. Ý, còn cái con này nữa nè. Con gì đó, giống cái lươn nữa hả? Giống lươn con cá chạch. Đó, đó. Nó chạy kìa, mấy con cá ngựa nó đi kìa. Con cá ngựa nè, con cá ngựa, ngựa to mà nó nằm. Nó kìa, nó đi thẳng thẳng kìa. Nó đi thẳng ở trong kìa. Cậu cậu nó đi trong. Dạ. Đi tới. Còn gì đó. Biển nó mới sống đó chứ. Yeah. Đó bông biển đó. À. Là còn sống đó, nó còn sống đó. Nó còn sống cái bông mấy biển. Cái san hô á. Ờ, vẫn còn sống. Cái con này cũng còn sống đây luôn này, ha. Ông muốn biết tên, muốn coi cái là nó cho tên này. Sata sức mình trời đi tới với. Không con coi không hết này, đâu. Đi này, đi tới đi lát coi không hết đâu. Ừ. Nè. Trời cá này giống con cá ngựa nó vằn hết. Để tôi quay đi đem về cho Sài Gòn coi đó hai. Nè, con Lan và Hoài đi coi cá biển. Trời cái này là xuống quý lắm á. Xuống dễ gì mà mình xuống mình coi được. Dễ gì mình đi coi được. Mình dắt đồ nó xuống đáy biển. Chỗ này là đi xuống dưới đáy biển coi. Màu tự nhiên mà đẹp quá. Nó cũng có đẹp. Có chừng nó chạy lan nó chạy tung lắm. Rồi đi tới. Cái này là con gì? Ồ, con sứa. Sứa, con này đừng vô bằng nước chết luôn. Ừ, đó, đó, nó xòe ra, xòe vô như là đó. Như là à, có màu luôn, có màu luôn, quá đẹp, quá đẹp. Nè, cái bông kìa. Ồ, nó như là mấy cái hành tinh. Nó giống hành tinh nhưng mà nó giống thạch, thành làm thạch ăn. Đó, đó, thạch nó xuống xe. Có cái con này to này túm vô nó ra bay lên bay xuống mấy hai coi cái con nó lộn lên rồi xuống đi à nó cũng túm nè ông cho đi trời đẹp quá túm mình dễ gì thấy được cái này
người ta phải xuống biển ta bắt lên vô đây chứ mình là sao mà à, coi nó cục cục giống như sạch này xu xa vậy. Thôi đi tới đi tới đi tới nữa còn nhiều lắm. Rồi cái này nữa lạ luôn đó chưa thấy bao giờ. Mỗi mỗi chỗ tập chục này con nha. Dạ. Mỗi chỗ chục tập. Đi nè hỏi cái tên nè gieo đi nè nó giống như cái gieo đi yellow nó giống yellow. Yellow. Cá giao lô, giao ly. Giao ly, giao ly, nói là giao ly chứ giao lô là làm tạc gì nắng. Mà nó đẻ lợi ly kìa. Wow, nó có trời. Mà nó có râu nữa. Mấy cái râu nè, nó thả cái nó sẽ sự trời cái này. Rồi đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi. Cái này không phải. Cái này Halloween. Cái này bông giả. Đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Đi nè, đi đẹp nè. Hết hả? Con sứa, cái con này cũng đẹp quá. Như chậu bông. Ờ nó cũng là loại sứa mà là sứa. Mà nó lại là chậu bông, nó xòe lên. Sứa. Ở dưới này nè nó bơi kìa. Nó lại này nhỏ nha. Sứa mà cây sứa ngược, sứa ngược. Ngược. Bông kia, chậu bông. Nhưng mà sứa kia nó úp vậy, sứa này nó ngược. Nó chậu bông đi, nó chậu bông này con chùm vô chùm rất cậu chụp quay cái chỗ này. Đó quá, quá hay, quá hay, quá hay. Quá hay, trời ơi, quá hay. Tôi không đem nó nhìn cái chụp từng tấm thôi lại thích. Không mà chụp không thấy á. Mà chụp cái nó nhá ra cái mình thấy chắc nó chuối ra đây cái nó chụp ra đường cái đèn mà nó cũng nhúc nhá nhúc nhích này cậu cũng là sứa hết đó. Ừ lại sứa nữa đó nó nhúc nhích như là sứa này giống cỏ không cái sứa sứa này lại sứa nấm sứa nấm cỏ nấm à, giống sứa, con giống sứa, cái cây sứa nấm ôi đất ơi nhúc giống nhau nhúc nhích đời nào mình thấy mấy này ừ đời nào nhưng mà ông quay phim là nó nhúc nhích hả ừ nhúc nhích ừ có nhúc nhích coi thấy mấy bà coi nữa. Cái này sứa áo cưới. Áo cưới đúng rồi. Ừ. Đâu đi nè. Nó áo cưới. Đâu có đấy quanh gì nữa. Plastic. Plastic. Nó giống như plastic. Giống như cái bao ni lông mà mình bông đó à. Mới kêu là plastic. Ờ nó nói là thế giới của đồ nhựa. Đó. Thế, nè, ông nhìn coi giống như cái bao ni lông mà. À. Giống cái bao ni lông mình còn gì nè bà nhìn coi. À. Bị rách tay luôn. Mà nó cái trong này mới ni lông còn cái không, này nó là nhúc nhích đó. Nhúc nhích đó. Hay là để mấy bao ni lông vậy cho quạt chạy á. Cái này tên của người ta là plastic. Thì cái tên của nó tên là có tay có gì bơm ờ nó chụp hình nữa hả cái gì đi cái gì đi đi một bên coi xong ca các clean up thái thái cúc đá gì bên lô quá trời con đi qua luôn trời ơi con cá này nó kêu là rock nó kêu là con cá đá đi một bên rồi coi là trời là nó rip nó giống bíp thịt bò ờ nó rip cái gì nó nó hát miệng nó giống con lươn của mình không nhưng mà nó còn lò thấy không con lươn chuẩn bị trời ơi nó giống con lươn của mình nó bự nhưng mà con biển con nó tên là gì tên chinh biển á chinh biển nhưng mà con tới tiếng Mỹ nó kêu là cái nè nó rip còn cái này là nó ở California có hả red rock stream à nó cũng là rock stream đây nè tên này chắc là một cặp đó cậu này hai con giống nhau đi trời con ơi kia, con kia nữa kìa nằm nó to quá sợ luôn ờ con cái mắt con nó nhìn kìa con này nó ăn thịt người không nè bốn con bốn một con đâu đấy con nằm đây hai con đấy bốn con đó mà mấy cá này chắc nó nói bụng nó sực quá sực mấy con cá này quá nó mà con nhiên cái này đây này con này là cậu như bồ xương không giống bồ xương không cái này là cái cột đi nè con cá nó clean up á nó đi nó clean nó đậu nó kêu là lau kiến dạ lau đó còn hút bụi đó nó không có ăn cái gì hết ăn cái kiến này bụi cái gọi là rêu đó rêu mà nó to quá nhỉ nó clean nhưng cá đó nó clean con cá này nhỏ đấy chứ đớ là nó ăn thịt cho bà ăn thịt người ăn thịt cá con nó chưa đồng lẫn rồi kìa cái cha nó đang lôi hay gì nó bắt một con cá rồi kìa cá này mà muốn nó lớn lên nó giống cá mập cũng sợ sợ đi tới đi tới đi tới đi nè bạn nhìn cái biển đó cá này mấy cá bự chứ ghê cái mấy cá này đỡ đỡ cá này thì thấy đẹp đó ở trong biển đó quay cái chỗ trong biển đây trong biển nó bự ghê chưa.
Nè, mà nhìn kỹ mà thấy nó nhúc nhích hay là không? Nhưng mà sống. Nó có gió đó, không có hơi gió nó thổi đó. Không, mấy con này nó quạt rồi, mấy cái đuôi rồi nó quạt. Nước này toàn nước biển không có cái bộ nha, trên sông nó sông cứ chứ không có nước biển nó làm sao nó sống? Thì nó phải nuôi đúng đồ ăn rồi. Nước phải thay rồi sạch sẽ rồi nó phải cho. Có cái nó để tên đây nè mà mình thuộc không có nổi. Nó giống lắc cờ anh. Con cá này nó giống lắc cờ. Nó là củ già rốc kia. Này, mà sợ sạch lắc cờ. Mình thì nó giống con người bằng cái này lân tinh á, nó không nó chiếu ra ánh sáng, nó vừa trong tối nó mới thấy sáng rồi. Nè, dù có mấy cái rong đó nó còn sống. Tụi con trên này nó ra có ăn cái rong, chắc không ăn đâu. Kia kìa, nó còn mấy cái cỏ mà cỏ biển. Cũng rung trên đó. Thấy nó rung trên đó, nguyên cái tảng đá đó mà nó rung trên đó. Trời, mấy cái bông này đẹp quá, bông này dưới biển. Bông biển. Nè, nó mọc thành cành cây giống như cành mai. Mai Tết này Thành. Giống như cái mai Tết mình quay kia. Giống như một cành mai Tết. Hay đó. Cái đó nó cũng còn mấy cái chùm mà nó dính xung quanh đó là chắc là dạ, răng cũng là cái bông luôn á, bông biển, răng biển luôn. Nó giống như cái bông tắm đó. Đúng không tắm. Chứ không phải làm giả. Còn cái này cũng là sống chứ. Đi nè, có cái con này, con gì đi nè. Nó nằm trong gốc đó hả? Đó, nó nằm trong gốc, nó nhúc nhích. Cá này gì? Cá cái gì? Cái này mới lạ. Cá hay rễ? Hay là cái con giống con sam á. Con sam nè. Ốc gì kia hả? Dạ, ốc cái đó. Cái cây này người ta cắm hay là cũng có cái con giống? Người ta cắm hả? Cái cây mọc dưới biển. Cái cá có gì không? Cái mắt, có cái mắt kìa. Không. Nó nhúc nhích đó. Như cái cây này mình thấy mấy cái con bám đó mới là con sống. Mấy cái cục này cũng là cái đèn của cậu. Dạ. Anh đi tiếp, đi tiếp. Nè, ủa, hết rồi hả? Cái cây này nó nhúc nhích đó là nó sống đó. Không, cái đi lông nó coi rồi. Cái đi lông nó quay rồi. Mà đi tới nữa kìa, còn hồ to kìa, không đi. Không nào, hồ to nè. Thôi, cái hồ to á. To quá hả? To thôi có được. Ô. Cái này nó con cá nục mà cái nục mà mình ăn là ta làm khô đó.
Con này một đàn cũng giống nhau nè. Bây giờ còn cái ông nằm dưới cái đuối gì? Ờ, con đuối đó. Đây còn đuối ông chú giống cái đuối nằm. Chú giống cái đuối nằm đó. Có đi ngủ. Chắc phải ngủ. Con này nó cũng đi một bè. Bây giờ đi dưới biển ta cắt. Yes. Can I borrow your camera? What? Can I borrow your camera? Oh, I've got the camcorder. Yeah. You are. Yeah. Can you write it? I go to take the movie. Yeah, you are movie star now. Ah, Lina. Yeah, movie star. This is Lina. Jimmy. Hi. Oh. Movie star. Hình mà không có đèn chứ tụi có đèn tụi mới nhá đèn lên đó không thấy gì hết nó chiếu lại đó rồi nó để gì mà nó còn thấy can get me check này này don't touch Just feel that girl here. Okay. Too dark. Ty, it's too dark. Can you go somewhere up there? That's moving. Con không rồi.